nói nhiều, nói dai, nói dẳng cũng không bằng được một lần khách hàng hãy thử trải nghiệm sản phẩm của bên em Lan. Đây là vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre, và mẫu này được gọi là mẫu nắp nút không đế. Mẫu này thì mình trưng bày ở trên bàn trà, nhìn rất là gọn và dễ thương. Mẫu này thì em Lan đang khắc sẵn dòng chữ là mẹ cha. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha. Đây là công nghệ khắc laser lên gỗ. Quý khách mua mẫu này thì có đầy đủ tất cả các size cho quý khách hàng lựa chọn. Size đựng ấm không có 8 lít có giá là 750, size đựng ấm 1 lít có giá là 900, size đựng ấm 1 lít rưỡi có giá là 1,1 triệu, size đựng ấm 2 lít rưỡi có giá là 1,5 triệu. Khi mua hàng ở bên em Lan lúc nào cũng được miễn ship trên toàn quốc và tặng kèm theo một cái ấm tích. Ấm tích này thì em Lan sẽ tặng kèm theo size, mua size lớn hay là size nhỏ thì ấm tích sẽ đi theo size. Một cái lon đựng trà cũng bằng gỗ dừa và một hộp kẹo dừa đặc sản của quê hương Bến Tre. Đây cũng là một cái món quà rất là ý nghĩa mình dành tặng cho ông bà, cha mẹ, người thân, đặc biệt là người lớn tuổi rất thích những cái mẫu vỏ bình ủ như thế này. Đây là công nghệ khắc laser lên gỗ cho nên không có sợ bị phai màu gì hết. Ở trên nắp em đang có ốp mót cách nhiệt và gia cố làm rất là tỉ mỉ, cẩn thận cho nên quý khách hàng mua về xài sử dụng cứ an tâm. Đây là mẫu cao cấp em đang chọn lọc từ những gốc dừa rất là già để tạo nên những cái vỏ bình ủ đẹp mắt như thế này. Quý khách hàng mua những cái mẫu như thế này nhỏ gọn dễ thương trưng bày trên bàn trà trong phòng khách rất là tiện lợi. Và đặc biệt mẫu này thì có đầy đủ size cho quý khách hàng lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình mà mua size lớn hay là size nhỏ cho phù hợp. Đây cũng là một cái món quà rất là ý nghĩa mình dành tặng cho người thân. Cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa Xuân Lan chuyên cung cấp sỉ và lẻ tất cả các mẫu vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre.